Hello quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay tự nhiên sáng dậy cổ họng nó cà rịch cà tan, phải lan chú nấu á. Sáng thứ bảy ngày 27 đây, tháng 4 năm 2024. Chúc quý vị một ngày cuối tuần an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trời ơi sao tôi mặc cái màu này, sao tôi đen thù vậy trời? Ngộ vậy. Tôi mặc màu đen thì thấy tôi trắng, mà tôi mặc cái màu này sao thấy tôi đen quá. Ok, trong phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng, nhanh, gọn lẹ và nổi bật trong ngày, bao gồm những nội dung sau đây. Hôm nay chúng ta có hai cái thông tin nó liên quan tới tình hình của đất nước Mỹ và đặc biệt là cuộc sống của người dân Mỹ quý vị ơi. Tiểu bang California nói riêng cũng như là cả nước Mỹ nói chung, và một cái thông tin nó liên quan tới tình hình chiến sự ở Ukraine. Bao ngày hôm qua quánh riết rồi, bây giờ chú Buri chú không biết ai là địch, ai là kẻ thù. Ok, trong suốt mấy tuần lễ vừa qua chú có bắn vào máy bay của chính mình, chuyện gì đang xảy ra? Lại một lần nữa vào ngày hôm qua tại bán đảo Crimea, trên bầu trời hàng loạt máy bay chiến đấu của chú Buri đã bị quân đội ông ta bắn rớt. Vì sao giờ, tại sao, ai đồng đồ hoài? Và nội dung thứ hai liên quan tới một cái thông tin cực buồn cho những ai ủng hộ Tổng thống Trump, đặc biệt là Đảng Cộng hòa cũng như nước Mỹ. Vào ngày hôm qua, tiểu bang California đã đứng đầu về cái điều này. Sau khi mà cái cuộc khảo sát và có kết quả mới nhất vào buổi chiều ngày hôm qua, thì California đã đứng đầu về cái chuyện di dân nhập cư, nhập quốc tịch Mỹ. Vào ngày hôm qua, tại tiểu bang California, trên dưới 150.000 di dân chính thức tuyên thệ nhập quốc tịch Mỹ. Và 150.000 di dân này tháng 11 này sẽ được bỏ phiếu bầu cử. Và tiểu bang California là đứng đầu trong đất nước Mỹ về nhiều di dân nhập cư trở thành quốc tịch Mỹ. Vì sao và tại sao? Đúng thời điểm quá, đúng lúc quá. Và nội dung cuối cùng liên quan tới chú Bảy ơi, chú Bảy à, vào ngày hôm qua sinh viên khắp nước Mỹ rầm rộ biểu tình bạo loạn phản đối chiến tranh. Vì sao và tại sao? Rồi đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây. Mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin nó hay please đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ và đừng quên ủng hộ Tony Lê bằng cách là bà con cô chú bác nào chưa nhấn nút đăng ký please nhấn nút đăng ký. Thứ nhất là quý vị sẽ nhận được những cái video và cái livestream mới nhất mà Tony Lê ra. Thứ hai là ủng hộ tinh thần và mục tiêu cho cái nhóm của Tony Lê mùa hè năm nay đạt được 300.000 subscriber nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây em sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới tình hình chiến sự ở Ukraine. Trong 2 năm mấy vừa qua, cái cuộc chiến ở đây nó vẫn còn đang căng như dây đàn nha quý vị. Hai bên quánh qua quánh lại quánh riết rồi, coi như là bây giờ không biết địch là bên nào mà mình là bên nào, đó là quân đội Nga. Đấy. Bao ngày hôm qua, tên lửa phòng không Nga một lần nữa thể hiện sức mạnh của nước Nga. Ok. Và đã bắn rầm rộ mục tiêu mà lại là máy bay của chính quân đội Nga. Bao ngày hôm qua, hàng loạt tên lửa phòng không Nga một lần nữa thể hiện sức mạnh bằng cách là thục banh xà rong những cái chiếc Su-27 của chính họ đang bay trên bầu trời ở bán đảo Crimea. Ở bên dưới này, hệ thống phòng không nhận diện tưởng nó là máy bay của Ukraine, cho nên nó bấm nút, nó bắn lên, ai ngờ tới trường rớt xuống thì lại là máy bay của quân đội mình. Và đây không phải là lần đầu tiên đâu, trong suốt mấy tuần lễ vừa qua, hàng loạt máy bay chiến đấu 27 SMG, dân dân Su-35, Su-30 SM, tùm lum tàu lao máy bay chiến đấu của Nga đã bị hệ thống phòng không quân đội Nga bắn rơi rầm rộ trên cái lãnh thổ của mình. Tưởng đâu là máy bay của địch thủ, tưởng đâu là máy bay của quân đội Ukraine, cho nên họ thục. Tới chừng khi thục chút rớt xuống thì mới té ngửa ra là quân đội mình, Nga của mình, dân dân. Chuyện gì đang xảy ra với quân đội Nga? Ai biết trả lời bình luận nhé. Chuyện gì đang xảy ra? Địch không quánh mà đi quánh quân ta. Ok, đó là cái nội dung thứ nhất. Sau đây em sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, có liên quan tới một cái thông tin gây cấn tình đời cho người dân Mỹ và đặc biệt là tình hình bầu cử cuối năm nay. Chú Bảy có thêm hàng trăm ngàn, hàng triệu di dân sẽ bỏ phiếu cho chú ta cuối năm nay. Tại vì những người này chính thức đã trở thành công dân Mỹ vào ngày hôm qua, rầm rộ ở New York, California, đặc biệt là những cái tiểu bang dân chủ. Ok, thì trong suốt thời gian vừa qua, sau khi chú Bảy vào tòa bạch ốc thì ông ta đã đi ngược lại cái chính sách di dân của cái thời tiền nhiệm, đó là Tổng thống Trump.
À, tất cả những cái gì thời tiền nhiệm làm, ông ta đi ngược trở lại, tức là mở cửa biên giới tự do, dễ dàng cho di dân lậu chui qua hàng rào, là chui lỗ chó hay là lên hàng rào, lên cái tường nhé, đi vào đất nước Mỹ và trở thành công dân Mỹ. Alright. Thì trong suốt thời gian vừa qua, hơn 8 triệu người di dân lậu đã nhập vào đất nước Mỹ chúng ta, đã làm cho nền kinh tế càng ngày càng đi xuống, làm cho hai vai của người công dân Mỹ càng ngày càng nặng thêm. Tại vì đó là gánh nợ, ok. Quý vị nhập cư vào đất nước Mỹ theo cái chuyện hợp pháp, hợp lý thì không sao. Mà quý vị nhập cư theo cái kiểu di dân lậu như thế này thì nó sẽ là gánh nặng cho xã hội, cho đời sống người dân. Ok. Thì vào ngày hôm qua, tại thành phố Sacramento của California, chính thức có thêm 154.900, tức là tổng cộng lại là khoảng gần 155.000 di dân đã tuyên thệ nhập quốc tịch Mỹ. Ok. Và đây là một cái con số mà cao nhất trên toàn nước Mỹ, tại tiểu bang California đứng đầu. Những tiểu bang khác cũng có di dân lậu nhập quốc tịch, nhưng tiểu bang California đứng đầu. Và 155.000 di dân lậu này sẽ được quyền bỏ phiếu cuối năm nay cho cái cuộc bầu cử tổng thống. Gây cấn rồi quý vị nhé. Hình như đây là cái kế hoạch của đảng DC đó quý vị. Đó là cái lý do tại sao chú Bảy đã mở cửa biên giới tự do như cái chợ cá trong thời gian vừa qua, để cho hơn 8 triệu di dân lậu nó ồ vào trong cái đất nước Mỹ chúng ta. Đó là cái nội dung thứ hai. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba. Chuyện gì đang xảy ra với hàng loạt các trường đại học trên cái đất nước Mỹ vào ngày hôm qua và trong suốt mấy ngày qua? Sinh viên rầm rộ trên khắp đất nước Mỹ tại các trường đại học đã biểu tình bạo loạn phản đối chiến tranh. Và hàng ngàn, hàng chục ngàn sinh viên vòng quanh đất nước Mỹ đã bị bắt trong suốt mấy ngày vừa qua. À, điển hình như là ở New York nè, ở Massachusetts nè, ở Virginia nè, dân dân và dân dân, ok, ở tùm lum hết quý vị, ở Cho Cha nè, từ miền Nam cho đến miền Bắc, ở Indiana nè, alright, rất là nhiều trường đại học vòng quanh đất nước Mỹ này, hàng loạt sinh viên người ta đã biểu tình bạo loạn để chống chiến tranh. Trong suốt thời gian vừa qua, Mỹ đã ủng hộ Israel càn quét cái dải Gaza và đã phạm vào một cái điều, cái luật chiến tranh, đó là nhân đạo. Hàng chục ngàn người dân thường đã bị chết trong thời gian vừa qua. Và bây giờ thì thủ tướng Israel đang bị tòa án quốc tế chuẩn bị ra lệnh bắt giữ vì cái tội ác chiến tranh. Alright. Cho nên rất là nhiều người, người ta đã không cầm lòng động, không cầm lòng đậu gì đó, ok, tức là người ta không cầm lòng được đó quý vị. Cho nên người ta phản đối chiến tranh. Tại sao phải xóa sổ dải Gaza? Tại sao phải càn quét dải Gaza? Tại vì trong đó có rất là nhiều người dân thường, nếu mà làm như vậy thì người dân thường sẽ chết. Thì trong suốt thời gian vừa qua, Mỹ người ta cũng đã ngăn cản Israel nhưng đồng minh không nghe lời. Là điều thứ nhất, Mỹ phải đem cả máy bay rải hàng viện trợ xuống dưới đó. Và những cái hàng viện trợ nhiều khi nó rớt xuống, từ trên trời nó rớt xuống, đè chúng người dân thường chết luôn đó quý vị nha. Không riêng gì người dân thường chết vì bom đạn giữa Israel và Hamas đâu, mà cả luôn những cái đồ từ trên trời rớt xuống á cũng đè người dân thường chết. Cho nên vào ngày hôm qua, một làn sóng biểu tình ủng hộ kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở cái dải Gaza đã diễn ra hàng loạt tại các trường đại học trên khắp đất nước Mỹ này. Không biết là ông Israel ổng có nghe lời nước Mỹ hay không, nhưng mà trong suốt thời gian vừa qua thì ông này ổng cứng đầu, ổng không nghe lời đàn Anh. Đàn Anh kêu ổng đừng có thục trở ngược lại Iran, ổng vẫn thục. Alright. Đàn Anh kêu ổng chấm dứt đi, đừng có càn quét dải Gaza, ổng cũng không nghe. Hình như chú Bảy nói cái gì đàn em nó cũng chẳng nghe, mà địch thủ nó cũng chẳng sợ. Dưới cái thời chú Bảy này, chú Bảy chú nói cái gì ra cũng chẳng ai thèm để ý, thèm nghe hết quý vị. Cho nên đó là lý do tại sao cái quả địa cầu này nó loạn xà ngầu trong cái thời gian vừa qua. Và cái nền kinh tế của đất nước Mỹ quý vị thấy đó, ông ta cứ xài tiền không làm ra tiền cho người dân Mỹ và đất nước Mỹ. Cho nên nền kinh tế quý vị thấy không, nó lục đục lẫn đận lao đao, bèo trôi bọt biển. Cho đến hiện tại bây giờ thì cái tình hình lạm phát nó vẫn còn tăng cao, và ngân hàng trung ương Mỹ đang rục rịch để tăng tiền lãi suất lên. Họ hứa hẹn năm nay họ sẽ cắt giảm 3 lần, nhưng bây giờ họ quên rồi. Họ nói không, tao không có cắt giảm gì cả, lạm phát còn cao như thế này mà cắt giảm cái gì, tao chuẩn bị tăng lên nữa đây. Đó quý vị thấy chưa, gây cấn chưa. Rồi sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ bảy, tôi được cập nhật và chia sẻ những các thông tin liên quan tới tình hình nước Mỹ của chúng ta. Thì tôi được cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này nha. Nếu thấy nó hay hữu ích, Ly đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ để làm một cái bình luận, để làm một cái like để ủng hộ tinh thần cho Tony. Have a good day. Thank you.